Ui, phí đã đi, mới buồn rồi. Trật tự, anh đang thách anh Thái bẻ cây đồ đao 60 cân này. Anh cho 10 nghìn mà bẻ từ sáng giờ vẫn chưa xong, 3 giờ đấy. Ê Thái ơi, em có kèo này ngon hơn này, 2 triệu cơ. Ôi, đời, giá này 10 nghìn, bắt người ta bẻ từ sáng rồi, 2 triệu, cái gì, đó gì. Thái có thấy gì không? Ờ, ôm mấy cái tuổi đoát trên quét nhà phải không? Không phải, đây là hoa quả lau đang hot đấy anh Thái. Hoa quả lau hot thì liên quan gì đến kèo 2 triệu này nhỉ? Đúng rồi, bọn em đang định rủ anh làm thử thách cắm trại 5 sao và 1 sao ở trên đồi hoa quả lau đây. Hoa quả lau à? Vâng, 5 sao thì có 2 triệu. Ừ, hợp lý đấy nhờ, được đấy, đây 2 triệu đâu? Đây, đây. 2 triệu thì anh sao lại là 2 triệu đấy? Thế anh tưởng trước mới có 2 triệu mà chơi gì? Ui, bọn mày khôn thế. Thế nhỡ anh mà vào cái đội 1 sao thì sao? Thì ai? Thôi chơi đi anh Thái, lâu chưa cắm trại 1 sao mới 5 sao rồi. Ok, thì nhân tiện này là mình cũng chưa nghĩ ra cái ý tưởng gì độc đáo hơn. Với lại lâu rồi mình chưa làm clip 1 sao 5 sao các bạn ạ. Chính vì vậy là hôm nay mình sẽ thực hiện clip cắm trại 1 sao với 5 sao trên bãi cỏ lau nha các bạn. Ôi nhưng mà bây giờ mà đi lên bãi cỏ lau ở sống lưng khủng long ở Bình Liêu xa lắm anh đứa ạ. Anh Thái ơi, hả? Anh Thái còn nhớ hôm anh em mình đi thử thách trên rừng 72 giờ không? Ừ có, làm sao? Trên quãng đường đi ấy, em lướt sang bên trái thấy một cô gái đang đái. Đang nhổ cục cái. Thằng này mày đi quay mày còn tí gái hả mày? Lúc ấy tao nghĩ ra tao có lỗi quá nên là tao lướt sang bên phải. Thấy một bãi cỏ lau, bên cạnh bãi cỏ lau có một cái đập luôn anh Thái ạ. Thật không? Thật. Ồ thế thì bây giờ đi luôn thôi. À nhưng mà trước khi đi phải chia đội đã. Một đội 1 sao, một đội 5 sao các bạn ạ. Anh 5 sao nhỉ? Em 5 sao, em 5 sao. Thế thì anh 1 sao, anh 1 sao. Ok, anh 1 sao đi. Không, chia đội công bằng đi. Bây giờ bốc thăm tí đây. Rồi, bây giờ là anh sẽ có những cái lá thăm ở đây nha. Lá thăm ở đây thì bây giờ bốc vào cùng một số sẽ về một đội. Số nhỏ là 1 sao, số lớn 5 sao. Ok chưa? À bốc ạ. Em ưu tiên lớn rồi bốc trước. Rồi. Đó. Rồi. Rồi đến em đi. Rồi miết đi mấy đứa ơi. Đây. Bốn thằng to bọn em này làm được có tí ăn gì? Sao lại làm được có tí? Làm tí là mà gì? Mà kiếm được ăn một tí ấy. Làm tí thì ăn tí, làm nhiều ăn nhiều. Yên tâm, đi theo anh ấy hôm nay không thể chết đói được. Mai mới chết đói. Rồi, thôi, không lưu tiêu nữa. Bây giờ mình chia tiền rồi đi chợ mua đồ rồi. À mình có mỗi mình có tiền nhỉ? Thôi đội này tí nó lên đấy tự cung tự cấp nhá. Bọn mình đi mua tí Kobe về nướng ăn. Đi thôi anh. Đi rồi. Đi. Sau đây là chương trình ca nhạc. Một cuộc tình anh vẫn cô sâu, giữa nhìn anh nỗi sầu. Quả rõ em rồi từ đầu đến nay, mà khiếp muốn khi mình nhìn đầu đứng vậy. Vì một ngày đã đến trên này, đừng dùng đường của em. Nhìn ông lâu ngắn em, như hồng hình còn nhiều chơi vơi. Chiều mưa rơi không biết tuổi, nhưng anh vẫn chơi. Chuyên mục hỏi đường. Bãi hoa quả lau đâu ấy? Đây nè, ok. Xuống ngô mà. Thế thôi nha các bạn. Đây, hoa quả lau bằng thắng nó bảo kìa. Úi giời ơi, nhiều dữ vậy kìa. Úi ôi, lạnh đấy. Đi thôi. Sắp đến chỗ cắm trại rồi. Đây kia, bãi quả lau bên kia rồi, sang bên kia để dừng trại mấy đứa ấy. Bọn mình dựng trại chỗ này nha. Bọn mình sẽ dựng cái trại ra đã nha. Xong rồi mới bày đồ ăn cho nha các bạn. Rồi bỏ trại lên đi nào. Đây. Ok, trại này mình được, bọn mình mang cái trại to quá nhỉ. Yeah.
Bây giờ bọn mình sẽ đi tìm chỗ để cắm trại nha các bạn. Đây này, trong này có chỗ này. Trong này có chỗ rãnh này. Ok đấy nhỉ. Bị đá sẽ bằng là ngon đấy. Xong rồi tận dụng cây này làm cái cây đỡ luôn này. Sao hồ rộng luôn này. Treo cái lưới đây đã. Đây mình có cái lưới nha các bạn, để tí đi đánh cá. Đúng rồi. Đánh cá mang ít cồn đi để nướng. Mấy cây này nó vướng đường vào chạy vào cái lều của mình quá nên mình sẽ chặt nó đi nha các bạn. Đấy, đang chặt lá và mình gái ra ngắm lá ổng. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi tìm chặt tre để làm trại nha các bạn. Tiện mình chặn cần câu luôn nha các bạn. Để xuống. Mình ăn méo cả mông mà Vinh nó chỉ quan tâm đến cái ghế thôi các bạn ạ. Ông Thảo phải làm sao mà ăn? À tớ không sao, cuối cùng bạn cũng quan tâm thế. Tớ tưởng bạn làm sao, bạn đi về đi để tớ ăn hết chua, ăn đủ. Mình phát hiện ra một bụi tre đây các bạn. Mình sẽ lấy những cái cây này để làm lán này. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy đoạn tre này làm cần câu nha các bạn. Rồi, gắn nó vào trong cái cây đi em ơi. Tao mày có gắn được không? Rồi, rốt lắm các bạn ạ. Không gắn được thì tao mới thương người gắn cho. Chứ mày biết gắn không? Không. Mình thấy cái chỗ đường vào nhà mình nó hơi rộng ấy. Bây giờ mình sẽ phát chỗ này cho thoáng. Trải nghiệm cắm trại ở trên đá đi mấy đứa. Rồi. Rồi có khăn lắm mới ngồi được nha, không là thụt nha. Rồi. Mình ở đây. Buổi xem mà nhỉ. Theo. Đi cá đồ ăn. Đây đấy. Đây em bắt luôn. Em là như sofa luôn. Nhìn giống Ngọc Hoàng không nhỉ? Cửa tay cửa nha. Đẳng cấp đấy chứ hả? Mua xin đầu vào cho phụ cho con 5 tỷ. 5 tỷ hơi ít anh ạ. 10 tỷ. Phụ ơi cho con xin 10 tỷ. Ước gì nó rơi trúng đầu con. Rồi, cô Hiển Linh. Hãy 5 tỷ à. Mà cắm trại có lều trại này đỡ phải làm trại nhỉ mấy đứa nhỉ. Đi ra bàn review đồ ăn tí. Đi. Bọn mình phải tự làm cho nha các bạn. Đang lượm mái này. Chị thấy thằng Hà chặt như thế này là phá rừng lắm ấy nhá. Hey, tí nữa mưa rột chị ra ngoài chị đứng nhá. Thật, mày tưởng chị sợ á? Thôi hả, chặt đi mày. Tí nữa mưa không có chỗ trú đâu. Đây là lều của bọn mình đã lợp xong rồi nha. Đây, lều bọn mình lợp bằng những lá hoa cỏ lau này. Đây, đây các bạn nhìn này, đấy, toàn hoa cỏ lau ở trên luôn. Mưa này, xung quanh thì toàn là cây để bọn mình rào vào như một cái nhà ấy. Mưa không bao giờ tới đầu nha các bạn. Đấy, thì hôm nay bọn mình không có đồ ăn thì bọn mình có chuẩn bị lưới này. Và dây cước và móc câu. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ra làm cần câu để đi câu cá nha các bạn. Đi đâu? Đi. Bố câu đi mấy đứa ơi. Ơ Thắng. Vâng. Em câu cá em không dùng cần à? Không, em dùng cái dây cước này. Em quăng mồi phát xong rồi bắt đầu quấn 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 lại lên muôn cá. Xong rồi hất một phát này quấn quấn lên muôn cá. Đấy. Siêu đã. Ừ, em câu thủ câu cá mà. Đi. Đấy, anh bảo rồi, đi theo anh. Ôi. Thôi, con bé thả đi, tí anh câu con bắt tù cho mấy đứa nhá. Thôi, sao xuống đi câu đi, cái này vướng lắm, cái này không được nhiều đâu. Cái gì vậy bà nội? Thằng này nó tính làm cá luôn rồi hai thằng ạ. Nước động bên này thì có gì nữa. Lạnh quá, về thay quần áo đó, lên trên kia câu, nhiều cá hơn.
nhà ai em bắt được con cá. Ôi ôi. Ê, con cá rồi. Con cá biết tí mà kêu đi hết cả làng. Đi hết cả làng. Đi hết cả làng. À mới rồi mọi người ơi. Cô Tiên ơi, qua đây. Nghe con cá nhiều cá lắm, tao vừa bắt được một con. Thôi thì em ra đây thả nhá. Em thả chỗ này nhá. Cái tươi nhờ. Thôi mọi người bình tĩnh để em về thay quần. Thằng Thắng nó làm động hết cái nước này rồi. Bây giờ đi chỗ nào câu cá nữa hai Thắng? Lên trên kia em thấy một vũng đập to lắm. Chắc có cá đi. Đi hay đi thả lưới đi. Có cái tay lưới gì á? Đi. Em đi cùng thả lưới với. Đây là đồ ăn hôm nay của mình nha. Đây, của mình hôm nay có mua được 3 quả dừa, 3 cái hộp lẩu, lẩu tự sôi, salad. Ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình bắt đầu tiến hành ăn uống nha. Chạy đã dựng xong rồi. 2 triệu sao mua được bằng này anh Thái? 2 triệu bằng này là nhiều đấy. Đây, cái lẩu tự sôi này 900.000, 300.000 một lồi, 100.000 một quả dưa. Thì chẳng 1.2 triệu đúng không? Mỗi quả này 100.000 nữa. 1.8 triệu rồi. Đây 100.000, đây mấy quả này thì cũng 100.000 nữa. Khoai. 2 triệu. Khoai hả? Khoai hả? Khoai này mất 100.000. Anh đã bị lừa rồi. Anh lừa. Anh mua người quen người ta lấy rẻ cho đây. Thôi, mấy tiền không quan trọng, quan trọng là có đồ ăn và hơn đội một sao được. Thôi, mấy đứa lấy gì ăn trước đây? Ăn 5.000. Mình đùa các bạn ạ, số này mình mua 600.000. Đây, bỏ này ra trước. Sau đấy là chúng mình sẽ lấy cái này để làm salad đựng vào đây ăn luôn nhớ các bạn. Được. Rồi, bây giờ là làm salad ăn nhớ các bạn. Cái này là mình làm sốt salad cá ngừ đại dương. Ô Vinh ơi, sai địa chỉ rồi em ơi. Đúng nơi quy định này. Còn có mỗi cái nước thôi mà cũng ăn nữa. Cho cái này vào đi. Thôi ăn cái này hết phần này nhá. À, đúng rồi. Hay quá. Đấy, cái tem mình nó đồng lòng dữ các bạn. Nó biết chia sẻ ra những cái miếng đựng cuối cùng. Cái thằng này miếng mày đâu. Nó cứ chạy đuổi. Đấy, cái tem mình nó biết chia sẻ. Mình phải yêu thương lẫn nhau chứ. Nào. Đấy, mình ăn xìa. À, cho cà chua đi. Ok, cà chua ấy. Đây, cho. Cấn đâu? À? Mày nói cái gì cơ? Cấn. Cái thịt ấy. Cái cà chua sao ăn gì? Từ từ đã. Anh lúc này là anh lắp bị phiêu thôi. Nhưng mà, ui bẩn em ơi, dồi. anh nhắc lại một tí những cái từ ngữ mà mày nói sai à. Cấn nó là cái ăn xong rồi có cấn, còn cái thịt nó là cái thịt chứ. Thịt anh lấy xem thịt đâu. Mày đòi cấn thì phải đợi một lúc nữa. Không thịt. Thế bây giờ gắp vào cái gì thì ăn hết đi. Đây cái gì đi. Đây. Đấy. Nào. Anh Thái cũng chui em. Trời ơi Thái. Anh Thái cũng chui em là chua cái thương. Thôi nói nhẹ nhẹ thôi em ơi. Tất nhiên. Được rồi. Còn miếng cá ngừ mà áp lực thôi các bạn ơi. Thịt đây đấy. Đây anh Thái. Rồi. Đi đẹp ơi. Đi. Ô anh hai. Chỗ này nhiều cá này. Ui ở cái kìa. Tờ. Ở đâu? Rất nhiều cá lắm các bạn. Đây bây giờ mình sẽ xuống dưới này để thả lưới nhá. Tôi nghe ăn salad ngon thật anh ạ. Salad. Không phải salad đâu. Công nhận ăn salad ngon thật anh ạ. Mặc kệ salad, salad hay là salad đi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn đến cái món thứ hai đi chứ hả? Lẩu tự sôi, bây giờ cho hết gia vị vào đi em ơi. Ok. Mì tôm. Đổ mì tôm vào đây. Đậu phụ. Cho đậu phụ vào. Ôi em ơi. Cái gói này là gói tự sôi. Cái gói này là để phía dưới. Em cứ tưởng gói gia vị anh đã. Trời ơi, đây, gói này gói gia vị mày ăn với một tấn mì à. Đây, cho cái này vào đây để tí nữa đổ nước. Thì nó sẽ sôi lên, được chưa? Đây là dưa cua này các bạn ơi. Đây là của mình, của cả ngô, của cả xương sườn nha các bạn. Bắp bò hầm luôn các bạn ơi. Mình tiếc quá mình không dám ăn. Hết cho tao đi. Bắp bò vàng rồi. Rồi ok đấy. Mình thấy là khá là hấp dẫn rồi. Nhìn cái bát lẩu này là
thoải mái cả nhà ăn luôn nhờ Vinh nhờ. Ờ thôi tí nữa cho anh ăn ké được không? Ok, bây giờ là mình ăn ké của đội này thôi nhá các bạn. Bây giờ là cho nước lên cái phần thứ trước, vạch nước đấy nhá, nhớ cái vạch nước không? Cái vạch của nó đến đây thôi này, cho đi. Rồi, cho đi Thảo ơi. Ôi, Thảo ơi, sao lại cho trà xanh không độ vào? Nước lọc kìa. Này nó bị, ồ, đo đến ngăn nước của mình thôi. Nhưng mà nếu cho ít quá thì nó sẽ bị mặn. Thôi mà cho nhiều quá thì nó sẽ bị nhạt. Nào, bây giờ mấy đứa cho nước đi, nó có cái vạch nước phía dưới. Cho nhanh nhẹn lên, nhanh nhẹn lên. Nhanh, tí nữa đi, ít quá. Nó sôi như nào các bạn ạ? Ui đừng có đùi, nó phòng rồi, cho vào đi. Ok, rồi lại lát vào đợi đi mấy đứa. Thôi trong lúc chờ đợi thì bọn mình đi trải nghiệm du thuyền ở trên sông đi. Đi ra xem cái đội kia kiếm được cá ăn không thì trông nữa. Không kiếm được cá ăn bọn mình còn cười ha ha mặt bọn nó. Đi. Ok, đi. Mình đi xem thử cái đội của mình được con cá nào chưa chứ mình đói quá rồi. Ôi, thả lưới xong đấy, mày quá Thắng không có ở đây. Phát này thằng Thắng nó không quay lại báo anh em rồi. Thôi, cầm đá đáp xuống động để cho mấy cá nó vào lưới đấy anh em. Vâng. Anh kia tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh, tránh, tránh. Thằng nào nó ngã chân em ấy nhở? Thắng ơi, đá thì nhiều mày không ném đá, mày ném mày xuống suối làm gì ấy? Thằng nào nó ngã chân em ấy, em biết đâu. Nhưng mà nó ngã quả này là giúp anh em mình. À, thế à? Ê chưa mọi người, em mệt lắm rồi, đi nhấc lưới đi. Ừ, chị nghĩ là được rồi đấy. Bây giờ đi nhấc lưới đi, không tí nó cá nó sợ quá lại văng hết ra ngoài. Anh chị ơi, thế giờ đi lấy lưới nào? Yeah. Đây ạ. Ừ. Rồi, bây giờ đội mình đi xuống thả nào, đi xuống nào. Bọn mình có du thuyền. Một cuôn các bạn ơi. Đâu? Oh, một cá rốc phi. Ôi, con này ăn được không? Ăn được. Đi thu tiếp đây. Ở đây. Đâu? Đây. Một con nữa. Du thuyền của mình trị giá 10 triệu đô à? Ngồi cân vào để anh xuống. Rồi được chưa? Rồi. Này cầm máy. Xuống đi không phải sợ Vinh ơi. Không phải sợ đâu, khổ mà. À, xem mấy đứa kia nó có cá không nhỉ các bạn. Thấy bọn nó không có cái gì ăn. Đấy, hét to lắm. Đấy, có cá rồi chứ anh em. Ôi, đưa vào tan đi. Không biết nữa. Thằng Thảo nó trèo. Anh trèo trèo càng luôn ạ. Quay anh này. Thảo ơi. Mày trèo nó kiểu gì ấy Thảo? Ôi con đầu quá, con đầu. Đầu nhức lấy xem nào. Ê, đập vào đây. Đi đâu ơi? Cái đội này thả lưới mà sao lại đi bộ nhỉ? Ôi nhiều cá phết này các bạn. Thả lưới phải đi bộ chứ. Thôi mình chào cá, mình chào cá. Ê, đi ra cái đội này phá hoại. Cái đội phá hoại này. Một con nữa Thắng ơi. Ba con rồi. Về đủ mình anh Hà mấy cả Thắng nhá bạn. Kiếm thêm con nữa con cho chị Bình. Cá này Thắng ơi. Thêm con nữa. Thế là đủ chị Bình rồi. Ôi, con gì đấy? Ui, cá bóng à? Ui, thêm một con nữa Long ơi. Ui, nhiều nhỉ? Đây này. Con này hơi bé. Đây, hai con này. Ui. Con nữa này, ui. Tiền tù tí ba con các bạn ơi. Ồ, một con nữa. Con gì đây, to chưa? Hai con. A few moments later. Đây mình thấy con cá gì lạ nữa các bạn. Đầu tiên mình thấy nha. Các bạn biết con cá gì thì comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Úi rồi, nó không có gai như con cá gì đấy các bạn này. Mình không biết con này con gì mình thả nhá các bạn. Thôi các bạn ơi, bọn mình đi về nha, tối rồi. Về ăn lẩu tôi thôi à mấy đứa. Vâng. Rồi, đi về thôi. Đi về lấy mất tích cái gió. Về. Về nha, anh thấy ở đây nha. Ôi, mày quên anh à. Đi về ăn mì đi các bạn. Thôi bây giờ là trời tối hẳn nha, vừa rồi mình đi trêu cái đội không có đồ ăn kia, thấy bọn nó cũng kiếm khá nhiều cá, bây giờ bọn mình sẽ về ăn lẩu nha các bạn. Rồi, bừng lẩu ra mấy đứa xem nó như thế nào nào.
Wow, nhìn hấp dẫn chưa các bạn ơi? Wow, hấp dẫn nhé. Ui. Mấy bạn nha. Mấy bạn ăn lẩu nha. Đây gọi là lẩu mì tôm các bạn ạ. À. Ăn lắm anh chú ơi. Ăn đi. Mà bây giờ ăn cái phần mì tôm này ấy, trộn với cái phần thức ăn anh xem nào. Nó giống như kiểu là cái lúc mà mình ăn lẩu mà gần hết đấy các bạn. Ăn lẩu gần hết rồi còn tí cặn đấy. Làm miếng sơn sườn với tôm. Mấy đứa tráng miệng đi mấy đứa. Làm quả cà chua. Ồ thế anh làm quả cà chua đấy chứ hả? Đấy. Ui. Ui đẳng cấp đấy nhờ. Đâu anh xem nào. Ui bổ được thật này. Đóng mặt đấy anh nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Ui xong rồi ạ. Thì thơm đấy nhỉ. Đấy cá chín rồi các bạn ơi. Đây bữa tối của bọn mình nhớ các bạn. Miếng cá. Mời các bạn ăn tối bọn mình nha. Mời các bạn nhá, thịt dày chưa? Ngọt nhé. Đúng cá suối. Ngon. Con này cho em nhá. Ôi, các bạn ơi. Mấy đứa anh bảo dạ. Ui, ăn hết cá chưa? Gần hết anh ạ. Ui, đi về đi mấy đứa nhìn này. Ôi trời tối oăm luôn rồi. Ôi nhìn cái lều của anh kìa. Mà trời mưa nữa. Anh nghĩ là mấy cái lều mấy đứa ướt hết rồi. Không ở được đến quá giờ trưa đâu. Quá giờ trưa á? Ừ. Chắc... mấy giờ? Bây giờ là các bạn ơi, bây giờ xem mấy giờ nha. Bọn mình cắm trại đến 6 giờ tối rồi mà trời tối oăm luôn nha các bạn. Công nhận là lẩu ăn ngon thật các bạn ạ. Ôi trời. Vãi quá anh của mình vãi. Không chỉ có anh đâu, ở trong đấy quần đậu phụ cũng bị cả tung hết cả. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng tiếc 3 giây để like, chia sẻ để ủng hộ cho những cái nỗ lực cắm trại đến tối oăm của mình bây giờ về nha các bạn. Tuy ở nhà vẫn còn mẹ già con thơ nhưng bọn mình vẫn tích cực là vẫn cố gắng phải hoàn thành clip cho các bạn xem. Thôi bọn mình kết thúc video đây, bye. Bye bye.